Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người đi xem một số sản phẩm trong Phú Mỹ Hưng nha. Và đặc biệt hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại Phú Mỹ Hưng. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu để mình tìm hiểu về căn nhà này nha. Bắt đầu nào. Khi quý anh chị chọn lựa một cái cửa hàng những để bày bán những sản phẩm hoặc là làm văn phòng ở quận 7 thì quý chị đừng quên là chọn Phú Mỹ Hưng nhé. Bởi vì Phú Mỹ Hưng thì có nhiều cái chức năng, nhiều cái đặc quyền mà không nơi đâu có được. Thì quay lại những cái căn shop là những cái căn nhà mà tại Phú Mỹ Hưng và là bán và cho thuê thì nói đến là khu dân cư Hưng Gia 2 thuộc đường số 2. Thì tại đây thì Phước Sửu đang có một cái sản phẩm đang chào bán và cho thuê luôn nhé quý anh chị. Thì cái khu tại khu Hưng Gia này có một căn nhà phố 6 x 18.5. Thì như quý anh chị nhìn thấy hình đấy thì rất là sang trọng luôn. Tại căn nhà đây thì được xây dựng là gồm là một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng áp mái. Với căn biệt thự này sổ hồng hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Xung quanh căn biệt thự này á, là đã có nhiều nhà xây dựng rồi. Ở đây mật độ xây dựng lên đến 90% rồi, gần như là không còn lô đất nào. Đường trước nhà là đường 18m, xe hơi tránh nhau thoải mái và được trồng rất nhiều cây xanh. Như quý anh chị nhìn thấy là khu Mỹ Hưng là một khu dân cư ổn định và sang trọng. Ở đây thì xây dựng đa số xây dựng nhà cao tầng và nhà cao cấp không à, nên đó là nó trở thành một khu dân cư an ninh, sang trọng và đẳng cấp. Ở đây thì có thể bày bán được rất là nhiều loại sản phẩm cao cấp, làm căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng, hoặc đó là ở đây thì mình có thể làm công ty, làm xí nghiệp. Căn nhà này thì hiện tại đang rao bán với một mức giá rất là tốt, đang do là chủ nhà đang kẹt tiền, nên đó là quý chị là mua bán có thể đàm phán được giá tốt và mua bán có thể là cầm sổ hồng sổ đỏ sang tên ngay. Với căn nhà này thì có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%. Từ cái vị trí căn nhà này mình di chuyển ra đường Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 100m thôi cái gì ạ. Và từ cái vị trí này trong vòng bán kính 5 phút thôi, quý vị có thể đi đến Bệnh viện Pháp Việt nè, Bệnh viện Tim Tâm Đức nè, Bệnh viện quận 7. Và ở đây thì có nhiều cái trung tâm thương mại lớn như là Co-op nè, Grayson Mall nè, Vivo City nè, rồi xa hơn tí xíu nữa là trong vòng khoảng 10 phút thì có Lotte Mart. Và ở đây thì có gọi là một bước chân ngàn tiện ích. Ở đây thì quý anh chị có thể mua sắm những cái cửa hàng, những cái thời trang gọi là số 1 tại Việt Nam như Adidas nè, rồi Việt Tiến nè, nhiều loại sản phẩm được bày bán. Và ở đây khá nhiều cái siêu thị mini. Quý anh chị cần thêm thông tin của căn nhà thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha. Phước Sửu sẽ là chi tiết cho quý anh chị thông tin đầy đủ của căn nhà. Và đặc biệt là với cái căn nhà này thì đang có hợp đồng cho thuê lên đến hơn 40 triệu một tháng rồi. Khi quý anh chị sở hữu căn nhà này thì mình có thể là cho thuê ngay. Để có thêm nhiều thông tin về khu dân cư Phú Mỹ Hưng, những sản phẩm gọi là nhà phố shop house biệt thự đang chào bán thì quý anh chị đăng ký kênh nè, like và share giúp cái video cho bên mình để Phước Sửu có thể là đưa ra những tập phim mới nhất về khu dân cư Phú Mỹ Hưng, đặc biệt đem đến cho quý anh chị những cái cơ hội đầu tư lý tưởng và an cư lạc nghiệp tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng này nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.